Mẹ ruột ông Thích Tâm Phúc khóc nghẹn, hé lộ căn bệnh tâm thần của con trai. Như đã đưa tin, vụ ông Thích Tâm Phúc bị nhóm thanh niên đánh trong quán nhậu ở Củ Chi vào tối hôm qua. Chiều nay, bác sĩ Nguyễn Hoài Thanh, khoa cấp cứu Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, ông Phúc bị gãy xương do tác động nhiều vùng của một chi trên, gãy mõm khuỷu, gãy rụng xương lồi cầu ngoài cánh tay trái, vết thương hở ở phần khác của cẳng tay, vết thương hở của da đầu, gãy hai răng cửa. Chiều nay, bà Nguyễn Thị Hà, 67 tuổi, mẹ ruột ông Nguyễn Minh Phúc đã lên phòng hồi sức cấp cứu Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh xác nhận bà là mẹ ruột của ông Phúc. Bà xót xa khi nhìn cảnh con trai mình bất tỉnh trên giường bệnh. Bà nói: "Con tôi bị tâm thần, nỡ lòng nào đánh nó." Các bác sĩ xót xa nhìn hình ảnh bà cụ ốm yếu phải một mình chăm sóc người con trai ở bệnh viện. Được biết hoàn cảnh hiện tại của hai mẹ con cũng rất khó khăn. Bà đã già yếu, còn con trai thì không có công việc ổn định, chỉ ở chùa và chờ ai cho gì ăn nấy. Bà cho biết cha của ông Phúc đã mất từ khi ông còn nhỏ. Lúc nhỏ ông Phúc là một đứa trẻ bình thường và được nhiều hàng xóm khen thông minh, mặt mày sáng sủa. Lúc lên 7 tuổi bị té xuống giếng nước sau nhà nhưng may mắn giữ được tính mạng. Không may kể từ đó ông Phúc có dấu hiệu ăn nói không được bình thường, lúc tỉnh lúc mê, ông nói nhiều câu khiến người thân không hiểu được. Tuy bề ngoài ông Phúc có vẻ bình thường, nhưng nếu ai để ý kỹ sẽ thấy ông có những việc làm lời nói mang dấu hiệu của người bị bệnh tâm thần. Khoảng những năm 1993, người dân ở xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi, không ai không biết cậu bé có biệt danh Phúc Điên thường đi lang thang trong các chợ. Vì thấy cậu còn nhỏ nên bà con thường cho ăn uống rồi dẫn về nhà. Chị ruột ông Phúc mong mọi người thông cảm cho ông vì những việc làm gây phản cảm. Chị đã nhiều lần khuyên bảo nhưng ông Phúc không nghe lời khiến chị cũng rất đau lòng. Chiều nay, bà Nguyễn Thị Hà, 67 tuổi, mẹ ruột ông Nguyễn Minh Phúc đã lên phòng hồi sức cấp cứu Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh xác nhận bà là mẹ ruột của ông Phúc. Bà xót xa khi nhìn cảnh con trai mình bất tỉnh trên giường bệnh. Bà nói: "Con tôi bị tâm thần, nỡ lòng nào đánh nó." Các bác sĩ xót xa nhìn hình ảnh bà cụ ốm yếu phải một mình chăm sóc người con trai ở bệnh viện. Được biết hoàn cảnh hiện tại của hai mẹ con cũng rất khó khăn. Bà đã già yếu, còn con trai thì không có công việc ổn định, chỉ ở chùa và chờ ai cho gì ăn nấy. Bà cho biết cha của ông Phúc đã mất từ khi ông còn nhỏ. Lúc nhỏ ông Phúc là một đứa trẻ bình thường và được nhiều hàng xóm khen thông minh, mặt mày sáng sủa. Lúc lên 7 tuổi bị té xuống giếng nước sau nhà nhưng may mắn giữ được tính mạng. Không may kể từ đó ông Phúc có dấu hiệu ăn nói không được bình thường, lúc tỉnh lúc mê, ông nói nhiều câu khiến người thân không hiểu được.